là nước mưa đột chân một góc. Nỗi sợ hãi sẽ tăng lên từng cơn và tôi biết chắc chắn mình sẽ bật khóc. Có thể, có thể có ước muốn mà bên lâu nay ta hằng mong sẽ tiến thành mây có như cái cây đình thay. Nữ tuyệt vọng nên đi nằm trước mắt tất cả không như bạn từng trông. Còn nhân loại thì đêm giờ chết chỉ mong mọi thứ được trở lại như được quá mộng màng không ai thay thế. Được quy lệ và được đi săn bắn ngay nên vô những môi trường như đã đến lúc mà chuyện kết thúc thì hỏi tại sao ghét bức tranh tuyệt đẹp của những con phố điên màu dài lay lắc sẽ thay vào đó là nạn bão tát ánh mây điên mờ đầy ám sát. Tin tôi đi nhắm mắt lại bạn sẽ thấy mình được thoải mái hơn. Mọi chuyện sẽ kết thúc ngay sau đêm nay không còn nhớ bước qua từng cơn. Tin tôi đi nhắm mắt lại bạn sẽ thấy mình được thoải mái hơn. Mọi chuyện sẽ kết thúc ngay sau đêm nay không còn nhớ bước qua từng cơn. Ngày mai chẳng không cần sẽ chỉ còn bóng tối với con đây. Anh hãy yên tâm và chấp nhận nó bởi biết quý trọng và từng giây. Em ơi tạo hóa để cho tôi nếm mừng bởi cuộc sống qua từng ngày. Nếu và nếu thật sự có ngày tạm thời quyết định cuộc sống. Và nếu ngày mai chẳng không cần sẽ chỉ còn bóng tối với con đây. Anh hãy yên tâm và chấp nhận nó bởi biết quý trọng và từng giây. Em ơi tạo hóa để cho tôi nếm mừng bởi cuộc sống qua từng ngày. Nếu và nếu thật sự có ngày tạm thời quyết định cuộc sống. Một ngày dòng số phận. Cảm ơn Chúa trời đã ban cho tôi một mái ấm gia đình và hạnh phúc mà tôi đã từng có. Ngay lúc này tôi không còn sợ hãi đủ can đảm để đối mặt và chống trả với chúng ta để cố gắng với sức mạnh. Xin sự sống với tâm lực chân phải. Đứng ngày đây đừng nên được khóc, hãy mỉm cười cho những gì đã mất. Lúc này đây ai cũng như ai thôi, tất cả mọi người sẽ xuống dưới lòng đất. Tôi cảm nhận được những cơn sóng trên bờ từ biển ngày càng mạnh. Tôi cảm nhận được hơi nóng của